Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu viên pin nuôi nguồn của hãng Toshiba có mã là R3V. Đây là viên pin có điện thế 3,6V và dung lượng là khoảng 1000 mAh. Pin này là dòng pin lithium có gắn sẵn dây và rắc cắm. Kích thước của viên pin là 1/2 AA, tức là nhỏ bằng một nửa viên pin tiểu đấy ạ. Đây, điện thế 3V, kêu là R3V. Đường kính của viên pin là 14,5mm. Và chiều dài của nó là 25mm. Thường thì trên pin nó sẽ in cái ký hiệu của năm sản xuất. Đây, đây cực âm này và cực dương, nối với dây dẫn và có rắc cắm đính kèm để các bạn gắn vào mạch. Thường thì cái pin này là sẽ để thay thế cho các cái pin nuôi nguồn của các cái máy PLC. Thời hạn sử dụng nó khoảng từ 1 đến 3 năm tùy theo cái thiết bị. Thì tương đương với R3V thì có thể sử dụng thay thế cho các cái pin như Omron CPM2A BAT hoặc là Tarian 5902, hay là tương đương với LS14250 hay là Maxell R3. Nó cùng kích cỡ và điện thế. Đây là pin chỉ dùng một lần nhé, các bạn hết thì sẽ bỏ đi và thay viên mới chứ không sạc lại được. Dòng pin này là pin lithium. Đây là các cái đóng gói của viên pin R3V. Các pin lithium thì có thời hạn sử dụng khá là lâu, có thể lên tới 10 năm. Nên các bạn yên tâm về cái thời hạn của nó. Để tìm hiểu kỹ hơn về các viên pin Toshiba R3V cũng như các viên pin khác, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.